Con được biết làm thiết bị kéo gạch chứ. Rồi, đây có một tay này, tấm bàn. Thì chưa nữa. Vô đâu này lật á, kéo không nè. Đâu đây lật á, kéo còn quay không ấy. Lưu rồi mà quay đi. Để quay ra, quay mà, quay vô nè. Máy mới không? Máy chủ đi ra. Máy mới rồi. Để anh có cái máy mới kéo tự động mà. Làm được rồi. Không có xe không? Không có xe. Không có giám sát không? Không. 0.33. Lên chưa? Lên rồi. Đúng rồi. Chị phòng này. Bùng ráng là biến ra. Rồi, cho mẹ cho mẹ. Rồi, 0.33 chứ. Ừ. Thì 0.33 vô. Vặn con đồ đi ra đó. Chụp cái số bên đây chưa? Chụp số đi nè. Quay rồi. Ghi lấy cái bút lông ghi cái số lên trên cái mẫu luôn mà cái mẫu đây, đây, sáng sáng ghi trên đây luôn nè, đây. Ghi lên chỗ cái chụp cái luôn anh đâu đâu ghi giùm em cái đó để cái mẫu đó vô chụp cái hình cái